Em xin chào các anh. Em tiếp tục em lên cho các bác là một cái con giải mã đời cao kim công suất của Onkyo, phục vụ các bác làm vẫn đang hỏi em những cái con máy mà có USB để mình là cắm USB mình nghe nhạc các anh nhé. Con này là con Onkyo FLN7SX. Đấy. Dòng này dòng SX là dòng cao hơn của đời FX nhé. Thì bác nào mà đang cần những con đời cao hơn thì lấy con này. Con này đời sản xuất 2009 này. Con này 2009 nhé. Công suất của máy là 55W điện 100V. Đó. Mình có thể cắm cổng quang TV hoặc là cắm điện thoại máy tính nghe nhạc đây. Đấy. Và ở đây sẽ có đường tiếp out để hỗ trợ các bác là đưa tín hiệu giải mã từ quang thành AV đưa xuống âm ly to để mình nghe nhạc từ âm ly to ra với những âm ly to mà không có giải mã nhé. Đấy, âm ly to mà không có cổng quang thì mình sẽ cần sử dụng những con này. Để mình đưa tín hiệu đường quang vào đây và mình giải mã thành tín hiệu AV mình đưa xuống dưới âm ly để mình nghe nhạc trên TV Smart đó. Ngoài ra thì cái đường out đó nó cũng hỗ trợ các bác là có thể là cắm kiểu dạng như này. Đấy, điện thoại máy tính mình cắm vào đây để nó truyền tín hiệu xuống dưới âm ly. Thì cái tín hiệu nó đưa xuống như thế này thì thực ra thì nó cũng chỉ là một cái kiểu tín hiệu gián tiếp nó chuyển sang thôi, kiểu dạng một cái cây cầu nối giữa hai cái thiết bị với nhau thôi nhé, nó không có tác dụng giải mã nhé. Đấy. Và đây giải mã nữa là nó có thể giải mã tín hiệu USB này là thành tín hiệu analog đưa xuống dưới âm ly để làm để phát nhạc từ USB ra nhé. Đấy thì đấy là các công dụng của nó. Ngoài ra con này có cả đầu CD thì ví dụ như nếu như con nào mà còn sống, CD nó còn sống ấy thì các anh có thể là truyền tín hiệu từ CD xuống dưới cái âm ly của chúng ta để làm một cái đầu cầm luôn cũng được. Đó. Tuy nhiên thì em cũng xin nói luôn là những cái dòng này thì nó về thì mắt của nó có những con còn đọc, có những con không đọc nữa. Nên ở đây là em chỉ biết em test lên cho các anh là xem là còn đọc hay không nhé. Còn về dùng được đến khi nào thì mình dùng, khi nào mà nó không đọc nữa thì mình thôi bỏ CD. Đấy, tập trung vào nghe nhạc từ giải mã quang và nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra. Đấy. CD vẫn đọc này. Đấy. Lịch bài con này thấy em thấy nó hơi nâu nhé, không nợ hơi nâu nhận bài, vẫn nhận nhưng mà nó hơi nâu nhé. Đấy, được chưa? Nhìn chung mắt vẫn còn đọc, cả đĩa tự ghi thì em thấy là em test bằng đĩa tự ghi vẫn đọc đấy nhá. Đó, USB đây. Em cứ test trước các cái chức năng này trước nhé. Sau đó em quay trở lại cái chức năng gọi là kết nối điện thoại máy tính kết nối cổng quang. Đấy, hai chức năng chính mà em sẽ bao chạy. Đấy. Các cái này em bán là bao chạy công suất để về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc và mình có thể làm cổng quang giải mã nhé. Cái này nó sẽ có hai cách sử dụng. Một là mình có thể là ghép thêm loa vào đây để mình nghe nhạc từ USB ra, từ điện thoại máy tính ra, từ cổ quang TV ra trực tiếp để nghe theo loa TV. Cách thứ hai là mình có thể đưa tín hiệu out xuống dưới âm ly to để mình nghe ra dàn loa to và lấy cái này như một bộ phát, như một bộ phát để là gì, phát nhạc từ USB ra này, đấu gián tiếp cái điện thoại máy tính vào đây để đưa xuống dưới âm ly này, hoặc là gì giải mã tín hiệu quang để đưa xuống dưới âm ly để nghe nhạc ra dàn loa to. Đấy thì đấy những tác dụng của cái con máy này. Đấy, rất nhiều tác dụng cho con máy này các anh nhé. Thì anh nào mua con máy này thì alo em nhá. Đấy. Đây, còn đây bây giờ trở về với cả chức năng chính của nó là cắm điện thoại máy tính này thì các anh thấy này. Nó vẫn đang chạy đường điện thoại bình thường nhá. Cổng quang TV đây, ấn chuyển input sang digital. Sau đó phát nhạc từ cổng quang ra là được nhé. Đây là nó nhấp nháy đèn như này là hiện tại nó chưa cắm công của cổng quang rồi. Hoặc là tín hiệu đường quang chưa có. Một trong hai cái... cái này đang có điện đâu. Đầu CD rút ra mất rồi. Này.
Đây, để các bác chờ tí để khởi động đường quang nhé. Đầu phát quang của em đang bị ngắt. Đấy, bây giờ tí nữa đèn phải sáng đứng như này thì mới đúng này. Chứ đi store phải sáng đứng như này này thì mới là chuẩn nhá. Ui giời ơi, sao nó chưa chạy ta? Đây rồi. Cái đầu đĩa nó bấm play hai lần nó bị bao lại mất nhá. Đây, cái đầu này này, đầu phát quang rồi này. Ở đây thì em không có TV Smart để em thử cho các bác đâu, nhưng mà gì, nếu như đã cắm từ cổng quang đây vào đây mà nó chạy được thì TV Smart cũng sẽ chạy được anh nhé. Vì bản chất tất cả các tín hiệu quang nó đều là giống nhau thôi, nguồn phát khác nhau thôi, chứ còn tín hiệu quang như thế nào thì nó vẫn là như vậy như các anh nhé. Có nhiều bác bắt là phải test là đúng TV Smart em đưa xuống thì nó chạy anh bên đấy. Thì thôi các anh tìm ai được thì tìm nhé, còn ở đây em chỉ biết là gì, em test cổng quang có chạy, có nghĩa là TV của anh cũng sẽ chạy được. Đấy. Chứ em không thể nào mà đây em đi vác đang không có TV Smart, em đi em chạy đi em vác cái TV Smart vào đây em test được các bác được, đúng không ạ? Mình thử cổng nó chạy thì là có nghĩa là nó sẽ chạy thôi. Đấy nhé, thì đây là con on của FLN7SX. Thì con này giá của nó là đi 1.490.000 nhá. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua con máy này thì alo em nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhá. Vâng, em xin chào các bác ạ. Vâng.